thể cho một bạn lên một tràng pháo tay thật là lớn. Là tất cả đây là các em và xin gia đình thật tự lựa quá. Đây càng thiếu các thằng con đều được học của thân sau khi giờ sinh hoạt. Xin quý vị các em một tràng pháo tay một lần nữa. Gia đình được thể hiểu quá. Tràng pháo tay cho tất cả các em. À, bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình văn nghệ cúng mừng Phật đản năm nay Phật lịch. Thank you.
Ai chưa qua chưa phải là người.